Đức Phật này sau khi thành Phật cũng là bất hiếu tức, không ngừng nghỉ. Cho nên mới nói như thế, hiện đang thuyết pháp, nghĩa là hiện đang nói pháp cho mọi người nghe. Ngài là vị Phật đang làm việc chứ không phải là vị Phật không làm việc. Công việc của Phật chính là thuyết pháp. Ai có thể thuyết pháp chính là làm việc của Phật. Ai không thể thuyết pháp chính là làm việc của ma. Nếu không thể thuyết pháp độ chúng sanh thì đời này tới lui vô ích. Giống như đi hoài mà không tới được, chỉ phí công mà thôi. Này Xá Lợi Phất, vì sao gọi nước kia tên là Cực Lạc? Đây là Phật tự đặt vấn đề để hỏi Ngài Xá Lợi Phất. Dù là bậc đại trí nhưng Ngài cũng không biết phải hỏi thế nào mới đúng. Điều này cũng giống như có lần tôi hỏi quý vị, trời mưa tốt hay không? Quý vị cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng tôi có thể đưa ra một ví dụ, làm thổ phỉ không thích trời mưa vì đi lại rất khó khăn. Lấy cắp đồ vật của người ta cũng không phải dễ. Còn người đi trên đường cũng không thích trời mưa vì mưa xuống đường đi trơn trượt lại tối mù, khó nhìn rõ mọi vật xung quanh. Chỉ có người làm ruộng thì rất thích thú, hoa quả gạo thóc được nước mưa thấm nhuần thì nhất định thu hoạch cao. Vì thế quý vị nói trời mưa tốt hay không? Quý vị cũng có quý vị nói giảng kinh thuyết pháp tốt hay không? Nếu người thích nghe Phật Pháp thì nói tốt, còn người không thích nghe Phật Pháp thì nói không tốt. Hiện tại Phật nói kinh A-di-đà thật ra đáng lẽ do Ngài Xá Lợi Phất hỏi, nhưng Ngài Xá Lợi Phất chẳng biết hỏi như thế nào, cho nên Đức Phật tự đặt ra vấn đề rồi giải đáp luôn. Chúng ta có thể giả thiết tình huống lúc đó như thế này. Trước hết Đức Phật hỏi, này Xá Lợi Phất, vì sao cõi nước kia tên là Cực Lạc? Rồi đợi Xá Lợi Phất trả lời. Lúc ấy đợi chừng 5 phút mà Ngài Xá Lợi Phất cũng chưa có thưa hỏi. Dù Ngài có trí huệ bén nhạy đến như thế nào cũng không biết phải nói sao cho đúng. Đối trước Phật không thể nói ra lời nào được. Nhưng thời gian này thật là quý giá, cho nên Phật cũng không đợi được bèn bảo Ngài. Chúng sanh của nước ấy không có các khổ não, chỉ hưởng những điều vui cho nên gọi là Cực Lạc. Tại sao cõi nước ấy tên là Cực Lạc? Tại vì chúng sanh của nước ấy đều hóa sanh từ hoa sen, cũng chính là từ trong chỗ thanh tịnh mà sanh ra, chẳng phải từ nơi dục ái mà sanh ra, cho nên họ không có các khổ não. Tại sao chúng ta lại khổ? Bởi vì thân thể của chúng ta sanh ra từ các thứ ô trược của tinh cha huyết mẹ. Từ sáng đến tối, nam thì nghĩ đến nữ, nữ thì nghĩ đến nam, suốt ngày ăn no rồi không làm chi, cho nên trước nhất là nghĩ đến việc ấy. Vì thế trai gái vừa mới lớn đương nhiên nghĩ đến việc kết hôn, không kết hôn thì hình như là chưa làm xong một việc quan trọng. Đó đều là do chủng tử bất tịnh, nhân chủng tử bất tịnh mà tâm niệm cũng bất tịnh, tâm niệm đã bất tịnh nên sanh ra các thứ khổ não. Bây giờ giảng kinh thuyết pháp không luận nói nhiều hay ít, đều là nói đến chỗ ấy. Những kinh điển của Phật nói ra cũng đều là dạy ta không có tâm dâm dục. Không có tâm dâm dục chính là đại hải chúng, Bồ Tát thanh tịnh. Có tâm dâm dục thì là quỷ, chúng sanh ở đời ác ngũ trược. Cho nên tu hay không tu chính là ở điểm này. Thanh tịnh được tâm mình thì công đức vô lượng. Không thanh tịnh được tâm mình thì tội lỗi vô biên. Tội lỗi là do tâm không thanh tịnh, do cá nhân ở tự tánh mà thành quả ở hình tướng tạo ra các tội lỗi. Tự tánh mình thanh tịnh thì bên ngoài không có quả báo ác nghiệp. Cho nên chúng ta học Phật Pháp nếu không rõ đạo lý chân chánh thì học đến vạn vạn đại kiếp đi nữa cũng không thể thành Phật được. Nếu hiểu đúng yếu điểm của Phật Pháp, nói gì thì nói, chính là bảo người ta phải tự thanh tịnh ý chí của mình. Khi mình được khai ngộ thì không còn có tư tưởng không thanh tịnh nữa. Tại sao chúng ta có khổ não? Chỉ vì ý nghĩ của chúng ta không thanh tịnh. Tại sao thế giới Cực Lạc không có khổ? Không khổ vì ý nghĩ của họ thanh tịnh, cho nên không có các điều khổ chỉ hưởng các điều vui, không có tất cả nỗi khổ mà hưởng tất cả điều vui, vì thế mới gọi là thế giới Cực Lạc. Chúng ta niệm danh hiệu A-di-đà Phật, đó là chúng ta bắt đầu trang nghiêm và thành tựu thế giới Cực Lạc của chính mình. Thế giới Cực Lạc sự nói là xa cách đến 10 vạn ước cõi Phật, nhưng cũng chẳng phải nhất định là xa cách đến 10 vạn ước cõi Phật đâu. Vì nó vẫn không ra ngoài một tâm niệm của chúng ta. Cũng chính là nói thế giới Cực Lạc, tức là ở trong tâm chúng ta vậy. Thế giới Cực Lạc tức là chân tâm sẵn có của chính mình. Khi mình đến được chân tâm sẵn có của mình thì sẽ sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu không rõ chân tâm sẵn có của mình thì không thể nào đến cõi nước kia được. Thế giới Cực Lạc tức là ở trong tâm chúng ta chứ không phải ở ngoài tâm. Thế giới Cực Lạc thanh tịnh không ô nhiễm vì chúng ta một điểm chân tâm hiện tiền cũng thanh tịnh không ô nhiễm. Nếu từ bỏ được mọi chấp trước thì
tức khắc là thế giới cực lạc, tức khắc thấy được Phật A-di-đà. Phật A-di-đà và chúng sanh không có phân biệt, cho nên nói thế giới cực lạc không phải là xa như thế đâu. Một niệm hồi quang biết rằng mình vốn là Phật, vốn là Phật chính là thế giới cực lạc, dứt trừ tâm ô nhiễm đi, cũng chính là dứt trừ tạp niệm tư dục, không còn tâm đố kỵ, tâm chướng ngại, tâm tự lợi và tâm ích kỷ nữa. Lúc đó mình giống như Bồ Tát làm lợi ích cho người, giác ngộ tất cả chúng sanh, không còn tạp niệm vọng tưởng nữa. Thế thì không phải là thế giới cực lạc sao? Cho nên không cần phải đi tìm ở đâu bên ngoài. Lại, này Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc có 7 lớp lan thuẫn, 7 lớp lưới răng, 7 lớp hàng cây đều bằng 4 thứ báu vây quanh giáp vòng, cho nên nước ấy tên là cực lạc. Sau khi đã nói tại sao cõi nước kia tên là cực lạc rồi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chờ ngài Xá Lợi Phất thưa hỏi vô lượng vô biên đạo lý trong đó. Nhưng ngài Xá Lợi Phất tuy rất thông minh lại vẫn không hiểu rõ, bởi vì pháp môn tịnh độ rất vi diệu, là pháp môn không thể nghĩ bàn, cho nên ngài không biết thưa hỏi ra sao. Lúc đó Đức Phật không còn chờ được nữa, lại nói tiếp: Này Xá Lợi Phất, ta lại nói cho ông biết thêm nữa, cõi nước cực lạc có 7 lớp lan thuẫn, lan là những cây ngang, thuẫn là những rào dọc, còn có 7 lớp lưới răng, 7 lớp hàng cây, ba thứ báu này đều là số 7. 7 lớp lan thuẫn đại biểu cho giới, 7 lớp lưới răng đại biểu cho định, 7 lớp hàng cây đại biểu cho huệ. Ba thứ này tức là giới, định, huệ, ba thứ đều mang số 7, cũng là biểu thị cho 7 khoa. 7 khoa là gì? Tức là 37 đạo phẩm, 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 căn 5 lực, 7 bồ đề phần, 8 chánh đạo phần, cộng thành 37 đạo phẩm. Vì đem lan thuẫn đại biểu cho giới, giới là ngăn ác ngừa quấy, tức là các điều ác không làm, các điều lành thường làm. Ngăn ngừa các điều ác, thường làm các điều lành, tức là giới. Khi chưa thọ giới, có thể khởi các thứ vọng tưởng, nhưng thọ giới rồi thì không nên khởi bất cứ vọng tưởng nào, mà phải nghĩ tưởng thanh tịnh. Vạn nhất có khởi ra vọng tưởng, phải tự dò đầu mình và nói, mình đã xuất gia, không phải là người tại gia nữa, nhất định phải ba nghiệp thanh tịnh. Cũng giống như dùng lan can để rào lại, cho nên dùng lan thuẫn làm biểu tượng cho giới. Nếu như nhảy qua hàng rào, tức là phạm pháp, vì thế gọi 7 lớp lan thuẫn là giới. Tại sao 7 lớp lưới răng làm biểu tượng cho định? Định có nghĩa là không ra không vào. Có câu nói như thế này: Na già thường ở định, không lúc nào không định. Nếu thiệt có định lực thì không cần phải ngồi nữa, bất cứ cảnh giới nào hiện ra cũng không làm lay động được. Vì bất cứ lúc nào tâm mình cũng không bị ngoại cảnh lay chuyển, cho nên thường gọi là thường ở định. Ví như có một món ăn ngon, ăn rồi lại muốn ăn nữa, ấy là vì không có định lực, thậm chí lấy trộm để ăn, thì không những là không có định lực mà lại còn phạm giới nữa. Tuyệt đối đừng cho đó là việc nhỏ không đáng gì. Người làm việc quấy tức là bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt, cho nên việc quấy nhỏ đến đâu cũng không nên làm. Những lỗi lặt vặt không dễ gì sửa đổi, nhưng sửa được những lỗi vặt tức là có thể có định lực, không có lúc nào mà không định. Bất cứ cảnh giới nào khi đã hiện ra thì mắt thấy hình sắc, trông không có, tai nghe việc trần, tâm chẳng hay. Định lực là không bị cảnh giới lay chuyển. Ví như một cô gái thấy trước mặt mình một chàng trai rất anh tuấn mà không sanh tâm dâm dục, tức là có định lực. Một người trai thấy một cô gái rất mỹ miều mà không sanh tâm dâm dục, cũng là có định lực. Thấy nhưng không thấy, nghe nhưng không nghe, mắt thấy hình sắc, trông không có, tai nghe việc trần, tâm chẳng hay, tức là có định lực đấy. Vì thế mới nói 7 lớp lưới răng biểu tượng cho định. Bây giờ chúng ta mới rõ biết ý nghĩa kinh A-di-đà thêm nhiều rồi đấy. 7 lớp hàng cây, cây đều rất cao lớn, biểu tượng cho trí huệ, cao cả. Có trí huệ tức là cao, không có trí huệ tức là thấp, chẳng phải thân cao mà là trí huệ cao. Có trí huệ tức là 7 lớp hàng cây, không có trí huệ chỉ như 7 lớp hàng cỏ. Cỏ có thể làm ngăn biết tâm mình biến thành ngu si, giảng đi giảng lại vẫn không hiểu được. Đều là 4 thứ báu, 4 thứ báu là vàng bạc lưu ly pha lê. Cõi nước cực lạc chỉ có 4 thứ báu này sao? Bảo bối của cõi nước cực lạc thì vô lượng vô biên, những thứ mà ở cõi nước chúng ta chưa được thấy ở nước ấy cũng có. Tại sao chỉ đơn cử 4 thứ bảo bối ấy? Bốn thứ bảo bối này làm ví dụ cho bốn đức, tức là thường lạc ngã tịnh. Một, thường sống lâu. A-di-đà là vô lượng thọ, chúng ta sanh về thế giới cực lạc cũng sẽ được vô lượng thọ. Ai muốn sống lâu thì nên cầu sanh về thế giới cực lạc.
Ở nơi đó mọi người đều được vô lượng thọ nên gọi là thường đức. Hai là chúng sanh ở thế giới cực lạc không có các điều khổ, chỉ hưởng các điều vui. Ba ngã, cõi nước kia có tám thứ đại tự tại ngã, còn gọi là ngã đức. Tại sao gọi là tám thứ đại tự tại ngã? Tức là tám thứ đại tự do, tám thứ tác dụng, tám thứ lực lượng, tám thứ thần thông, tám thứ diệu dụng. Một, từ một thân hiện vô lượng thân. Giả sử có 100.000 người thỉnh bạn đến để cúng dường, bạn đều có thể đồng thời phân thân đến mỗi nhà để ứng cúng. Một thân có thể thọ vô lượng cúng. Hai, từ một thân như vi trần hiện khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Một vi trần hiện một cõi nước hiện một vi trần. Có nghĩa là từ một cõi nước biến thành ra một hạt vi trần nhỏ tí ti. Một hạt vi trần nhỏ tí ti biến thành một cõi nước thật to lớn. Ba, thân to lớn có thể nhẹ nhàng đi thật xa, nghĩa là thân to lớn bay đi đến chỗ thật xa. Bốn, có thể hiện ra vô lượng chủng loại chúng sanh cùng ở một chỗ. Chúng ta thấy núi là núi, kỳ thật trong núi có cung điện của chư Phật Bồ Tát. Có một đồ đệ nói, ở nơi chỗ kia có rất nhiều người đang tu hành, vị đồ đệ ấy có thể nhìn thấy mà quý vị lại không thấy. Kỳ thật trong núi hay trên biển đều có chư Phật Bồ Tát đang thuyết pháp, nhưng quý vị không biết đó thôi. Năm, các căn hữu dụng, con mắt có thể nói chuyện, lỗ tai có thể nhìn thấy, lỗ mũi có thể ăn uống và con mắt cũng có thể ăn uống được. Vì sao thế? Vì sáu căn có thể hữu dụng, mỗi căn đều đủ tất cả tác dụng của sáu căn. Giống như vị thánh nhân chứng quả có thể dùng lỗ tai để nói chuyện với các Bồ Tát, nhưng quý vị không thể thấy được. Nếu quý vị tin thì cũng có thể có một ít lực dụng ấy, nhưng thì vì quý vị không tin nên không thể có lực dụng ấy được. Quý vị đều không tin chuyện này thì làm sao có thể có được công năng ấy. 6. Được tất cả pháp mà không có tưởng là pháp, không có tưởng đắc về pháp, cũng như trong tâm kinh nói, không trí cũng không đắc, có nghĩa là không có trí huệ, cũng không có sở đắc. 7. Một bài kệ, thậm chí một chữ, có thể nói đến vô lượng kiếp cũng chưa hết, vì được biện tài tự tại vô ngại, nói ngang cũng là pháp, nói dọc cũng là pháp, nói xuôi cũng là pháp, nói ngược cũng là pháp. Nói thế nào cũng là pháp cả. Vì được tám thứ đại tự tại, muốn nói thế nào cũng đều được hoan nghênh. Giả sử hoáng người, người ta cũng thích nghe, vì người ấy tự tại, người khác nghe nói cũng được tự tại. 8. Thần khắp cõi nước nhiều như vi trần. Thần khắp cả cõi nước nhiều như vi trần, cũng như hư không. Dù không có thân thể nhưng lại khắp cả cõi nước, do vị tự tại mà có được như vậy. Vì hết sau kinh này cũng có nói, thường đến buổi sáng, mỗi người lấy túi vải đựng các thứ hoa vi diệu cúng dường 10 vạn ức Đức Phật ở phương khác, rồi đến giờ ăn trở về nước của mình. Tại sao vào buổi sáng có thể đến cúng dường 10 vạn ức Đức Phật ở phương khác? Chính nhân vì được 8 thứ đại tự tại, cho nên thế giới cực lạc trang nghiêm bằng 4 thứ báu, tức biểu thị cho 4 đức Niết Bàn, thường lạc ngã tịnh. 4 tịnh, đây là một đức sau cùng trong 4 đức Niết Bàn. Bốn báu vây quanh giáp vòng là bốn đức niết bàn đầy đủ, viên dung vô ngại, cho nên gọi là cực lạc. Này Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc có ao bảy báu, nước tám công đức tràn đầy trong đó. Đáy ao toàn trải cát bằng vàng, thêm đường bốn phía do các thứ vàng bạc lưu ly pha lê hợp thành. Bên trên có lầu có cát, cũng dùng đủ loại vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ, xích châu mã não để trang sức. Phần kinh văn trước khen ngợi địa lục của thế giới cực lạc rất vi diệu thủ thắng. Ở đoạn này thì khen ngợi cảnh giới ao nước của thế giới cực lạc vi diệu không thể nghĩ bàn. Sau khi nói 7 lớp lan thuẫn, 7 lớp lưới răng và 7 lớp hàng cây, các thứ cho nghiêm rồi, Đức Phật cốt ý chờ Ngài Xá Lợi Phất hỏi tiếp về cảnh giới của cõi nước cực lạc, nhưng Ngài Đại Trí Xá Lợi Phất cũng lại không biết hỏi như thế nào. Đợi đến mấy phút sau, Đức Phật Thích Ca thấy vị đệ tử thông minh nhất này vẫn chưa tìm được vấn đề để hỏi, nên Đức Phật phải tự nói lại: này Xá Lợi Phất, cõi nước cực là có ao bảy báu, thế giới Ta Bà cũng có ao, nhưng đều là ao bùn đất hoặc bằng gỗ ghép thành, chớ không có ai dùng vàng bạc lưu ly tạo nên cả. Dù cho giàu có như Onassis có thể mua được cả hòn đảo đi nữa, vẫn chưa có thể dùng bảy báu để xây ao. Vì thế rất khác xa với thế giới cực lạc. Trong bảy báu, thứ nhất là vàng, tiếng Phạn là Tô Phạt Thích, bạc tiếng Phạn là A Lộ Ba, lưu ly là tiếng Phạn dịch là thanh sắc bảo, báu màu xanh cũng có tên là Bất Viễn, nghĩa là rất gần, vì chỗ sản xuất ra
Nó rất gần với nước Ma Kiệt Đà, pha lê cũng gọi là thủy ngọc, ngọc trong xanh như nước. Mã não cũng là tiếng Phạn dịch là đại kiến, vì trên báu vật ấy có những đường nét giống như những vết xe. Xích châu tiếng Phạn là Y Chi Ha Mục Đa, mã não tiếng Phạn là A Thấp Ma Kiệt Bà. Phật thấy Xá Lợi Phất không biết thỉnh Phật dạy tiếp nên Ngài lại nói tiếp. Trong cõi nước Cực Lạc có ao bảy báu, ao này là thiên nhiên chứ không phải nhân tạo, cho nên gọi là ao bảy báu, nước tám công đức tràn đầy trong đó. Nước này có tám thứ công đức. Một, ấm mát, tức là nghĩa ấm áp và mát mẻ. Nếu người xuống ao nước này rồi muốn nóng thì nóng, muốn mát thì mát, đây là công đức không thể nghĩ bàn. Hai, sạch sẽ, nước ở nhân gian càng rửa càng hôi, nhưng người ấy đến ao bể báu tắm rửa không những không thể làm nước hôi dơ, mà chỉ có càng tắm rửa càng sạch sẽ mềm mại. Nước đó giống như sữa bò vậy, vừa trơn láng vừa thoải mái. Đây cũng là một thứ xúc trần, mà là xúc trần rất vi diệu, một thứ cảm giác tuyệt diệu không thể so sánh được. Ba, ngon ngọt, nước này không cần uống, chỉ cần dùng để rửa trên thân, thân tâm cũng cảm thấy ngọt lịm. Lúc tôi trú tại động Quán Âm ở Hương Cảng, trong động cũng có một thứ nước ngọt. Một hôm có một cô đệ tử đi theo tôi, sau khi ăn bánh mì uống một ít nước suối ấy, cô ta rất ngạc nhiên hỏi tôi, có phải người ta bỏ đường vào nước suối không? Tôi nói không có đâu. Cô ta lại hỏi sao nước lại ngọt quá như vậy. Tôi nói đó là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cho cô uống nước cam lổ đấy. Nghe nói như thế cô ta rất vui mừng. Cô thấy chiếc y của tôi đang mặc quá cũ, bèn may cúng tôi một lúc hai bộ mới. Tôi nghĩ có lẽ do cô uống được nước cam lồ đây. 4. Mềm nhẹ, nước này không nặng mà rất nhẹ, mềm mại phi thường. 5. Nhuận trạch, nhuận là nhuận thấm, trạch là sáng ướt. Người dơ có thể rửa thành sạch sẽ, giả sử bạn là người đen cũng có thể rửa thành người trắng, cho nên tắm rửa sạch sẽ rồi trên thân phát ánh sáng. 6. An hòa, sau khi tắm nước này, thân tâm đều an ổn hòa dịu, không có một chút nóng nảy, không có lửa vô minh, cũng không phiền não. Do nhờ an hòa nên giả sử có ai mắng bạn, bạn cũng không giận, có ai đánh bạn, bạn cũng như không có gì. Đối xử với mọi người đều hòa thuận, thật là tốt đẹp biết bao. 7. Trừ đói khát, người đã tắm rửa ở nước tắm công đức của ao bảy báu thì không ăn uống cũng không thấy đói, lại không cần phải uống sữa hay ăn bánh mì, cho nên thế giới Cực Lạc có điều kỳ diệu như thế. 8. Nuôi lớn các căn, sau khi dùng thứ nước tám công đức này rồi, các căn sẽ được thanh tịnh. Người mù thấy được ánh sáng, kẻ điếc khôi phục lại tánh nghe, nếu mũi không thông, không ngửi được hương vị, dùng nước này rửa vào thì sẽ thông hơi biết mùi. Bất cứ bệnh mũi nặng như thế nào cũng có thể chữa lành, cũng có thể làm cho ăn ngon miệng, tay chân có thể làm được mọi việc mà không cảm thấy mệt mỏi. Chẳng những thế mà còn có thể làm tăng trưởng thiện căn, tiêu trừ được ác nghiệp, công đức ấy thật là rất lớn. Chúng ta phải nên gấp rút tu hành, mau sớm được về tắm trong ao bảy báu của thế giới Cực Lạc để trưởng dưỡng thiện căn. Trên đây là đại ý của nước tám công đức. Nếu nói kỹ hơn thì mỗi thứ công đức, nói đến mấy đại kiếp cũng vẫn chưa hết. Đầy tràn trong đó, nước tám công đức có tám thứ công đức tự tại, tám thứ công đức khoái lạc và tám thứ công đức vi diệu không thể nghĩ bàn. Thứ nước này tràn đầy trong ao, đáy ao trải toàn cát bằng vàng, đáy ao bảy báu thuần túy dùng cát bằng vàng trải lên. Tóm lại, phạm là người đến được ao bảy báu rồi thì bất cứ nghiệp chướng gì cũng có thể tiêu trừ, cho nên phải mau tu về thế giới Cực Lạc để trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng là gì? Đó là những gì không vừa ý trong tâm ta hoặc tâm sanh phiền não đều là nghiệp chướng cả. Không nghiệp chướng thì không phiền não, vì nghiệp chướng làm tăng thêm phiền não. Ở nhân gian lấy dầu nhựa chảy đường cho là rất tốt, nhưng trong thế giới Cực Lạc ở phương Tây lại lấy vàng miếng lót đường cho đến các thứ bạc, lưu ly, pha lê hỗn hợp mà thành 5 loại ánh sáng, nên cả con đường đều phóng ánh sáng, lầu vàng, điện ngọc trên bờ ao cũng trang sức bằng các thứ vàng bạc, lưu ly, pha lê, sa cử, xích châu, mã não. Tại sao lại dùng các thứ bảo bối này để trang sức? Lại tại sao có được nhiều thứ bảo bối như thế để trang nghiêm đạo tràng? Đây là do vạn đức của Phật A-di-đà thành tựu nên, tức là công đức của Ngài được vẹn toàn nên dùng bảy báu để trang nghiêm. Hoa sen trong ao lớn như bánh xe, màu xanh có ánh sáng xanh, màu vàng có ánh sáng vàng, màu đỏ có ánh sáng đỏ, màu trắng có ánh sáng trắng, thơm ngát, vi diệu.
Ao này lớn bằng cả trăm biển lớn, trong đó hoa sen lớn như bánh xe, nhưng không phải là bánh xe của nhân gian mà là lớn như bánh xe của chuyển luân thánh vương. Bánh xe này lớn bằng một do tuần, tiểu do tuần là 40 dặm, trung do tuần là 60 dặm, đại do tuần là 80 dặm. Hoa sen trong ao này phải lớn 80 dặm. Nếu hoa sen không lớn thì làm sao hợp được với ao như biển lớn thế kia? Bây giờ tôi xin đọc một bài kệ tán thán Phật A-di-đà. Đại Thánh Chúa A-di-đà, đoan nghiêm vi diệu cánh vô qua, thất trần trì hoa, tứ sắc dũng kim ba. A-di-đà Phật, đại đạo sư, đoan nghiêm vi diệu khó ai bằng, ao vàng bảy hoa sen nở, bốn màu ánh biếc sóng vàng khua. Trên đời không có ai tướng mạo đẹp đẽ đoan nghiêm vi diệu hơn Phật A-di-đà. Ao thất trần tức là ao bảy báu, hoa trong ao có bốn màu, sóng dập dờn trong ao như màu của vàng. Chữ vi là nói nước ao mềm mại thơm sạch phi thường. Thấy hình như có nước mà lấy tay sờ vào thì hình như không có nước nhưng tay lại dính nước. Vì thế nên nói là vi, màu nhiệm không thể nói hết. Nước ấy không những vi diệu mà còn có mùi thơm lan tỏa, có thể khiến người ngửi được thì phát tâm bồ đề, quyết chí tu hành. Còn chúng ta nghe đến hương vị thế gian liền đắm trước ngay, bị nó lôi cuốn. Như người thích sức nước hoa, vì phần lớn người ta đều đắm trước hương trần, đây tức là nhiễm ô, đó là cảnh giới ngũ trần, sắc thanh hương vị xúc. Nhưng nếu người nào đến được thế giới cực lạc, thì chỉ có phát tâm bồ đề mà chẳng thể có tâm nhiễm ô. Vì thế tâm người tu hành cần phải phá cảnh ngũ trần. Thứ nhất là chớ chấp trước nơi sắc tướng. Vì người đẹp đẽ đến đâu đi nữa chẳng qua chỉ là một lớp da phủ bên ngoài, bên trong nếu không là mủ thì cũng là máu. Cho nên không nên mê đắm sắc tướng mỹ miều bên ngoài. Như trong kinh Lăng Nghiêm, ma đăng giả nữ rất yêu A Nan, không muốn rời xa chút nào. Phật hỏi cô ta: nàng yêu cái gì ở A Nan? Ma đăng giả thưa: tôi yêu đôi mắt của ông ấy. Phật nói: thế thì ta móc mắt ông ấy cho cô nhé. À, không được đâu, Ma đăng giả nữ nói, móc mắt ra thì còn dùng gì được? Đã không dùng gì được thì nàng còn yêu ông ấy làm chi? Phật nói cho nàng ta nghe xong, nàng liền phá ngay được sắc chấp mà chứng được tứ quả. Cho nên chúng ta chớ chấp trước vào sắc tướng, nhưng mặt khác cũng không rời sắc tướng mà tu hành, đó là mượn giả để tu chân. Chúng ta cũng không nên đi để thanh trần làm mê hoặc, không nên chấp trước âm thanh êm dịu mà đam mê. Vừa rồi sướng bài kệ tụng tán Phật cho quý vị nghe, đó là chẳng phải sướng ca mà là đang thuyết pháp. Chúng ta cũng không nên chấp trước vào hương trần. Khi tôi ở Hương Cảng có rất nhiều người đến bên tôi nói thân tôi có mùi hương, sau đó tôi thoa một ít mùi hôi lên người để họ đừng đến gần tôi nữa. Bọn họ đều đắm trước hương trần, kỳ thật tất cả đều do tâm tạo cả. Người có định lực, thơm chẳng biết thơm, hôi chẳng biết hôi, đẹp chẳng biết đẹp, xấu chẳng biết xấu, tiếng hay chẳng biết tiếng hay, cũng không khởi tâm chấp trước phân biệt. Đây tức là công phu tu hành. Người biết dùng công phu thì người ta có đối xử tốt cùng không, mình đều coi như nhau, chẳng thể bị cảnh giới lục trần lay truyền. Người có định lực thì không để bị lưỡi xài khiến, cũng không để ý ngon hay dở của mùi vị. Nói như vậy, không phải bỏ mình như khúc gỗ chẳng biết mùi vị ngon dở gì cả, mà là khi ăn vào món gì, không nên khởi tâm phân biệt ngon hay dở đều ăn như nhau. Như thế cho nên xúc giác cũng phải buông bỏ hết. Ở thế giới cực lạc có bốn thứ hoa sen: sen xanh, sen trắng, sen hồng và sen vàng. Bốn thứ sen này có bốn thứ ánh sáng. Bốn thứ ánh sáng này tiêu biểu cho các pháp môn tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc. Vì thế bây giờ chúng ta nghe kinh A-di-đà, tụng kinh A-di-đà xong lại cần phải tu định lực nữa. Nếu có định thì ngay đây là thế giới cực lạc. Nếu không thì dù cho thân ở thế giới cực lạc cũng chạy về thế giới cực khổ thôi. Người có định lực dù thân ở thế giới cực khổ cũng có thể chuyển thành thế giới cực lạc được. Nếu diệt trừ được phiền não thì tất cả đều không có vấn đề chi. Everything's okay, no problem. Đó chẳng phải thế giới cực lạc là gì? Này Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Lại, này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thường trỗi nhạc trời, vàng dòng làm đất, ngày đêm sáu thời, mưa hoa mạn đà la cõi trời. Chúng sanh ở cõi ấy cứ mỗi sáng sớm thường dùng đãi y đựng các hoa đẹp, đem cúng dường 10 vạn ước Phật ở phương khác. Vừa đến giờ ăn, trở về nước mình ăn cơm kinh hành.
Đức Phật Thích Ca nói, này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Tại đó thường có chư thiên chỗ nhạc trời, vàng dòng dùng làm đất ngày đêm sáu thời, đầu ngày giữa trưa cuối ngày, đầu hôm giữa đêm cuối đêm, ba thời của ngày, ba thời của đêm cộng lại là sáu thời, đều có mưa hoa mạn đà la. Mạn đà la hoa là tiếng Phạn dịch là tự ý hoa, mình muốn thế nào nó ra thế ấy, rất là vừa ý. Hoa này còn gọi là đại bạch hoa. Chúng sanh ở cõi ấy cứ mỗi sáng sớm mặt trời vừa mới mọc, thường dùng đại y, túi vải đựng các hoa đẹp đem cúng dường 10 vạn ước Phật ở phương khác. Thời gian cho việc cúng hoa rất ngắn, khoảng chừng một bữa ăn. Tại sao những chúng sanh ấy chỉ có một thời gian rất ngắn đi khắp được 10 vạn ước cõi nước của chư Phật? Nhân vì các vị ấy chứng được 8 đại tự tại ngã, tùy tâm như ý, được như ý thông, tự do đi đến chỗ mình muốn đến. Cho nên khi chúng ta lễ Phật, nên quán thân thể chúng ta có cùng khắp vô lượng cõi nước chư Phật ở mười phương và đang đảnh lễ trước chư Phật. Chúng ta có thể quán tưởng pháp giới như vậy, vì thân thể chính là pháp giới vậy, cho nên có bài kệ: nếu ai muốn biết tất cả Phật ba đời, phải quán pháp giới tánh, tất cả duy tâm tạo. Trở về nước mình, nước mình tức là thế giới Cực Lạc, ăn cơm kinh hành, ăn cơm xong liền đi kinh hành, kinh hành tức là đi tản bộ sau khi ăn cơm. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Lại nữa, Xá Lợi Phất, cõi nước kia thường có các loài chim màu sắc kỳ diệu như bạch hạc, khổng tước, anh võ, Xá Lợi, ca lăng tần già, cộng mạng. Những thứ chim này ngày đêm sáu thời hót lên tiếng hòa nhã, tiếng ấy diễn sướng năm căn năm lực, bảy bồ đề phần, tám thánh đạo phần. Đức Phật vốn đợi ngài Xá Lợi Phất thừa hỏi, ngài Xá Lợi Phất vẫn chưa biết hỏi, nên Phật lại nói tiếp theo cho đại chúng nghe. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc thường có những loài chim nhiều màu kỳ lạ, lại có chim bạch hạc, khổng tước, anh võ, Xá Lợi, ca lăng tần già, cộng mạng. Những loài chim này màu sắc đặc biệt đẹp đẽ, trắng trắng xanh xanh hoặc nhiều màu xen lộn, như giống phụng hoàng trên thế gian này. Anh võ biết nói tiếng người, nếu người ta dạy nó nói tiếng Trung Quốc, nó sẽ nói tiếng Trung Quốc, dạy nó nói tiếng Anh, nó cũng biết nói tiếng Anh. Thấy có người tới, nó biết nói có khách, hoặc nói hello, how are you? Cho nên nếu có người dạy nó niệm danh hiệu Phật, chúng nó cũng có thể nhờ vào công đức niệm Phật mà vãng sanh về thế giới Cực Lạc ở phương Tây. Xá Lợi tức là thu lộ, mắt nó rất đẹp, ca lăng tần già là tiếng Phạn dịch là hảo thanh điểu hoặc hảo ấm điểu. Vì khi mới khai mỏ, chúng ở trong còn ở trong trứng mà tiếng kêu của nó hay hơn các con chim con khác, cho nên gọi là hảo âm điểu. Chim cộng mạng là thứ chim một thân mà có hai đầu. Có ai đã thấy chim đó chưa? Chúng mong phải quả báo này là do kiếp trước lúc làm người tâm dâm quá nặng, hai vợ chồng ái ân quá nặng, suốt ngày chỉ ân ái nhau thôi, dâm tâm không dứt, nên phải đọa lạc làm loài chim hai đầu. Thức tâm có hai mà quả báo phải thọ lại đồng nhau, ấy gọi là chim cộng mạng, thức khác mà báo đồng. Vì thế người ta không nên có tâm dâm dục thái quá, nếu không sẽ có thể đọa làm loài chim cộng mạng đấy. Có người nói tôi thích làm thứ chim đó, ta đừng nên cho làm chim là việc rất tốt, phải biết rằng những loại phi cầm ấy sau khi sống hết kiếp chim rồi có thể sẽ đọa vào địa ngục thọ khổ. Đừng cho rằng chúng nó rất tự do, muốn bay thì bay, muốn đáp thì đáp. Tương lai quả báo đáng sợ không thể tưởng tượng nổi đấy. Người có trí không làm việc ngu si thì không bị đọa lạc. Người không trí huệ mới hít tạo nghiệp mà đọa lạc. Các loài chim ấy ngày đêm sáu thời hót lên tiếng hòa nhã. Sáu loài chim này ngày đêm sáu thời đều hót lên tiếng hòa nhã, sướng họa lẫn nhau, phát ra âm nhạc rất êm dịu. Thực ra những loài chim này là do công đức của Phật A-di-đà hóa hiện ra, giúp Phật nói pháp, khiến cho pháp âm lan khắp. Vì ở thế giới Cực Lạc phương Tây không có các khổ, không có quả báo ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tiếng ấy diễn sướng, diễn là biểu diễn, sướng là ca hát, bất cứ người nào nghe đến đều rất vui thích. Pháp âm mà bọn chim diễn sướng biểu hiện năm căn năm lực, bảy bồ đề phần, tám thánh đạo phần. Năm căn là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Năm căn biểu thị cho mầm móng bồ đề, có thể khiến cho tâm bồ đề tăng trưởng. Khi tăng trưởng rồi thì có một thứ sức mạnh nên gọi là năm lực.
Năm lực là tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. 7. Bồ đề phần. 1. Trạch pháp bồ đề phần, còn gọi là trạch pháp giác phần. 2. Tinh tấn bồ đề phần, còn gọi là tinh tấn giác phần. 3. Hỷ bồ đề phần, còn gọi là hỷ giác phần. 4. Trừ bồ đề phần, trừ thô hoặc. 5. Xả bồ đề phần, xả bỏ tế hoặc. 6. Định bồ đề phần. 7. Niệm bồ đề phần. 7 bồ đề phần còn gọi là 7 giác chi. Trong 37 đạo phẩm, chỉ 7 chi này được tên là giác. Nhân vị trước tu 4 niệm xứ, 5 căn 5 lực vẫn chưa giác ngộ, sau tu 8 chánh đạo đã giác ngộ. Chỉ có khoảng giữa tu 7 pháp giác phần này từ mê mà ngộ. Do chưa giác ngộ mà giác ngộ cho nên được tên là giác. 7 bồ đề phần này rất quan trọng, các đệ tử Phật nên nhớ kỹ. 8 thánh đạo phần, tức 8 chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 1. Chánh kiến. Đây không phải là cái thấy của mắt thấy, mà là cái thấy của kiến giải trong tâm. Thế nào là kiến giải chính xác? Tức là dùng hành vi vô lậu để quan sát kiến giải của chính mình có chính xác hay không. Tức là vật phi lễ chớ nhìn, cái gì không chánh đáng thì không nên xem, vì bất chánh là tà kiến. Ví dụ thầy tỳ kheo thấy người không chánh đáng thì không nên nhìn, cho nên các tỳ kheo đều không đi xem phim, không ca múa hát sướng, cũng không cố đi xem nghe. Nếu thích đi xem thì không phải là có chánh kiến, thậm chí trong lòng có nghĩ tưởng đến cũng là không chánh kiến. Nhưng nếu có việc không chánh đáng ở trước mắt cũng không nghĩ, đó là bất chánh mà cho là chánh đáng, đó cũng là chánh kiến. 2. Chánh tư duy. Tư duy là ở bên trong, người ta không thể thấy được, chính mình phải dùng trí huệ vô lậu. Tôi nhiều lần giảng cho quý vị nghe về vô lậu, nhưng càng giảng quý vị càng lậu thêm. Giả sử có được chút trí tuệ nào cũng bị chảy sạch hết, nước trí huệ dịn chảy hết, thì có lửa vô minh sinh ra. Pháp mà tôi giảng cho quý vị nghe là pháp hay nhất, mà cả trong thiên hạ này không pháp nào hay hơn. Nếu không chịu chú ý, chẳng nghe cho kỹ thì dù Đức Phật Thích Ca tái thế cũng cứu không được quý vị. Vô lậu tức là không có tà tư tà kiến, không có tâm dâm dục tức là vô lậu, có tâm dâm dục tức là hữu lậu. Chánh tư duy tức là vô lậu, tà tư duy tức là hữu lậu. Tư duy thuộc về tâm cũng là ý, trong ý niệm không khởi một niệm không chánh đáng nào tức là chánh tư duy. 3. Chánh ngữ là trong lời nói của chính mình không có một chút nào dầm loạn, những lời nói ra đều thật đứng đắn. Nếu ai có nói với mình những lời không đứng đắn, mình cũng phải nói với họ những lời đứng đắn, mà không được dùng lời không đứng đắn đáp lại. Đó tức là chánh, là khẩu nghiệp thanh tịnh. Trên đời này bất cứ người nào cũng gặp phải điều ấy. Nếu có ai nói những lời không đứng đắn, chẳng cần phê bình họ nói không đúng, mà không nên tiếp cận với họ là được. Nhưng mặt khác bạn không cần cho họ là nói lời không chánh đáng, thế thì không chánh đáng cũng biến thành chánh đáng. Chánh tư duy tức là ý thanh tịnh, mà chánh ngữ là khẩu nghiệp thanh tịnh. 4. Chánh nghiệp là thân nghiệp thanh tịnh, dùng trí vô lậu để trừ bỏ tà nghiệp của bản thân. Tà nghiệp là gì? Cũng tức là niệm dâm dục. Một số người mượn câu không sắc, không tức là sắc, sắc tức là không, mà hành động sai quấy, đây tức là tà nghiệp. Trí vô lậu tức là trí huệ không có những thứ không chánh đáng. Có người chỉ có tà huệ, bảo họ làm việc đứng đắn thì họ không biết làm, nhưng nếu bảo họ làm việc bậy bạ như hành dâm thì họ thông minh hơn những người khác, đó là tà nghiệp. Chánh nghiệp thuộc về thân nghiệp. 5. Chánh mạng. Chánh mạng đối với tà mạng, đối lại với tà mạng. Sao gọi là tà mạng? Một, hiện tướng khác người để hiện bày việc kỳ lạ. Những người này biểu hiện ta đây không giống với người khác, các vị xem tôi đây khác với mọi người. Như ở Hương Cảng có một vị pháp sư người Trung Quốc cố ý đáp y tiểu thừa. Ở Đài Loan cũng có những người như vậy. Mục đích của họ chỉ là lôi kéo sự chú ý của người khác để được cúng dường. Một số người có mắt như mù liền cho họ là bảo bối rồi đến cúng dường. 2. Tự nói mình có công đức. Những người này tự khoe khoang công đức của chính mình, nói viện dưỡng lão kia là của tôi lập nên, hoặc nói tôi xuất ra bao nhiêu tiền để làm trường học, độ được một số đệ tử, lập nên một số cảnh chùa, cúng dường mấy trăm vị hòa thượng. Tóm lại, đó là sự khoe khoang công đức của mình. Kỳ thực chỉ có những người ngu si mới tin được lời họ. Còn người có trí huệ, giả sử nhắm mắt lại, chỉ nghe họ nói cũng có thể biết được, đó là lời nói khoác. 3. Bói toán. Gieo quẻ, tính toán số mạng tốt xấu cho người khác. Những hạnh nghiệp này chẳng phải chỉ người tại gia,
mà người xuất gia cũng có làm, họ có thể nói với kẻ dễ tin, anh nên đưa tôi 1 triệu bạc để làm việc thiện, nếu không thì ngày mai có thể phải chết đấy. Kẻ ấy nghe nói 1 triệu có thể mua được tánh mạng thì đâu phải là nhiều, liền đồng ý đưa ngay, nhưng đâu có biết rằng giả sử không đưa tiền cũng không nhất định ngày mai phải chết. Hoặc họ nói, ngày mai anh có thể gặp được một việc tốt đẹp, chỉ cần hôm nay anh đưa trước 50 lượng vàng làm việc công đức, thế nào ngày mai anh cũng được 500 lượng vàng. Kẻ ấy nghĩ thầm, 1 lượng lãi tới 10 có gì mà tiếc. Thế rồi bị lừa gạt, kết quả ngày thứ hai chẳng những không có vàng, cả đến thầy bói cũng không thấy đâu nữa, bèn cho là đã gặp bậc thần tiên. 4. Lớn tiếng ra oai. Có những vị thầy thích lớn tiếng hò hét vô duyên cớ, khiến cho người nể sợ. Những người ấy còn cho rằng vị thầy này tiếng nói rộn ràng mà cung kính vị ấy, đây tức là tà mạng. Nếu khi giảng pháp phòng rộng lớn mà người đông thì có thể giảng kinh lớn tiếng, nhưng nếu có micro thì không cần phải to tiếng quá, cứ nói chuyện bình thường, chẳng cần phải hò hét lớn tiếng. Người lớn tiếng ra ngoài lại chẳng biết đó là một trong 5 thứ tả mạng. 5. Nói lên sự cúng dường để kích động người khác. Ví dụ nói, anh biết không, tôi đến nhà cư sĩ ăn một bữa chay thật ngon, họ còn dùng nấm mèo trắng, nấm đông cô để đãi tôi, thật là một bữa ngon quá sức. Hoặc đến nhà một cư sĩ niệm câu thần chú để khiến người khác cho họ ăn ngon. Một khi niệm chú như thế, vị cư sĩ ấy cảm thấy chính mình phải nên cúng dường một ít thức ăn, thậm chí không có tiền phải đi vay mượn để mua đồ chay cúng dường vị thầy, đâu biết rằng vị thầy ấy đã phạm vào 5 thứ tà mạng rồi. 6. Tinh tấn. Có chánh tinh tấn và tà tinh tấn. Sao gọi là chánh tinh tấn? Giống như chúng ta đang lễ Phật, niệm Phật suốt ngày không nghỉ ngơi, đó là chánh tinh tấn. Nếu bạn đi đến chỗ khác nói chuyện khào, càng nói càng hăng, qua chân múa tay, đó là tà tinh tấn. Không có lợi ích chi, lại chẳng có tác dụng gì. Sao gọi là chánh tinh tấn? Chánh tinh tấn chính là làm việc có ích. Sao gọi là tà tinh tấn? Tức là làm việc vô ích. Ví như đối với Phật pháp phải dụng công, nhưng lại lười biếng chỉ nói chuyện tào lao lười biếng, cũng như khi nghe kinh không luận bận rộn cách mấy, cũng phải đến nghe kinh, đến để hội trì pháp hội, đó gọi là chánh tinh tấn. Nếu vốn không bận việc gì nhưng cũng không đến nghe kinh, đó gọi là không tinh tấn. Giống như chúng ta ở đây có mấy vị cư sĩ, hễ xem phim thì rất tinh tấn, chịu đi long nhong đường lớn hẻm nhỏ mà chẳng đến nghe kinh, có pháp hội mà chẳng đến hội trì, đó đều là không tinh tấn. Chánh tinh tấn là không luận ở chỗ nào có pháp hội thì đến ủng hộ, hội trì đạo tràng. Nếu khoái đánh bài cờ bạc, đó là tà tinh tấn. 7. Chánh định. Chánh định là tam muội, còn gọi là chánh thọ. Chánh định là dùng trí huệ vô lậu để tu định. Thứ định này tất cả cảnh giới tà không thể lay động được. Tôi giảng kinh cho quý vị nghe, quý vị nhớ được một câu thì đi đến bất cứ đâu cũng dùng không hết. Nhưng nếu quý vị không nhớ được câu nào, quên sạch hết, thì đi đến đâu sẽ bị cảnh giới ấy lay truyền, chạy theo cảnh giới ấy, đó là không có chánh định. Có người nói, tôi biết tôi không có chánh định, đã biết là không có, sao không dùng chánh định? Cũng như có mấy người nọ nghe tôi giảng điều gì đó đều nói, I know, đã biết sao còn phạm phải sai lầm. 8. Chánh niệm. Chánh niệm là niệm trí huệ vô lậu, không còn hữu lậu nữa. Không còn hữu lậu tức là không có tâm dâm dục, không có tâm dâm dục tức là chánh niệm, có tâm dâm dục tức là tà niệm. Có người nói, người ấy có tâm dâm dục đối với tôi, nhìn thấy mắt họ là biết ngay. Nếu không có tâm dâm dục, sao lại đi nhìn vào mắt người ta? Mình có tâm gì? Chính mình nếu không có tâm dâm dục, làm sao biết người ta có? Nếu không có thì là thanh tịnh hoàn toàn, trong sạch không nhiễm ô. Chính mình không có chút tư tưởng nào về việc đó cả, thì làm sao biết được kẻ đối diện mình có tâm dâm dục? Vậy thì rõ ràng là không diệt trừ tâm dâm dục. Không dứt tâm dâm dục chính là tà niệm, không phải chánh niệm.